Chết giờ. Nghịch dại quá các bác ạ. Đi vẫn mảng nông. Không biết mai mà quần đùi mà đi đánh chơi thể thao thế nào, nhìn nó hơi buồn cười không? Này cạo lông lợn sống là đủ đạt yêu cầu cho bác. Rồi, xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Dao Hoa Chu. Thì trên tay các bác đây tôi là đang một con dao mèo. Dao mèo này vì vừa tôi cũng nghịch nghịch cạo thử đầu chân ấy, thì cạo chơi chơi thôi. Đây mất mảng lông. Đây. Các bác về xem. Đây cái đám lông này. Nhãn thím. Thì các bác có thể thấy rằng là khi chúng tôi dùng cái phần trên này, khi chúng tôi dùng cái phần trên này là đã cạo được lông sống rồi các bác nhé, có nghĩa là nó sắc như cái lưỡi nam rồi, mà cạo đi đâu hết đấy. Đấy, phần dưới này cũng sắc như thế. Đấy. Và cái con này thì là dáng dao rất là đẹp các bác nhé, nó là dáng mũi cụp. Dáng dao rất là thanh thoát đẹp, cán sừng trâu đặc, các bác nhìn lại tưởng cán bằng nhựa đen, không phải nha các bác nhé. Đây nó đã phần đốm trắng này, con này là từ thép vòng bi của Nhật, nó đẹp. Lại được thêm một cái nó là cái các bác xem ở dưới cái này, nó là cái vân, nhưng cái này không phải là gỗ các bác nhé, nó là vỏ sừng. Thì tôi quay nó đang bóng điện sáng ấy nên là nó rất khó có thể phân biệt được. À cũng dễ nhìn thôi, đây nhìn rõ sừng. Còn cái phần này là cái phần, các bác xem cái phần này là cái phần cái vết ấy của sừng, cái vết sần của sừng ấy. Tuy nhiên là cố làm cố nó đi thì nó cũng hết thôi, nó cũng nhẵn như cái phần bên này thôi, nhưng mà nó hơi mỏng một chút nên thôi chúng tôi để nó dày dày một chút. Ở dưới này là cái lỗ thông hơi thông khí, còn trên này các bác xem vẫn dày đúng không ạ. Đấy, một con dao phun sừng khá là đẹp, phun sừng trâu đen. Thực ra cái hàng này thì nó rất là hiếm các bác ạ. Gỗ thì các bác có thể mua được nhiều, nhưng mà sừng thì một con trâu già thì nó cũng chỉ làm được hai con dao như này thôi. Đấy. Có con dao này cực kỳ là sắc bén. Đấy. Rất là đẹp. Lưỡi rất là đẹp. Cái lưỡi này nó chừng khoảng 20 các bác nhé, dày từng 5 ni mỏng về mũi, thép vòng bi của Nhật, mép mỏng. Cái này các bác có thể đi chặt gà chặt vịt hoặc là làm lợn các thứ rất là ngon lành cành đào luôn đấy. Okay, các bác, tôi vừa cạo lông ấy thì cái chuyện cắt giấy thì nó chuyện rất bình thường thôi, hoặc là cắt ni lông này rất là sắc nhọn, sắc rất là sắc. Còn về mép mài đây các bác xem nó rất là mỏng, cán sừng trâu đặc. Đấy. Đây vỏ là vỏ sừng trâu, sừng trâu chúng tôi cũng hoàn toàn là để mộc các bác nhé, hoàn toàn con dao chúng tôi làm không bao giờ làm bóng nhá, không làm bóng sừng theo một cái chất hóa học nào cả. Đấy, chúng tôi làm bóng tự nhiên hết thôi. Đấy, hoàn toàn các bác chơi những con dao nó mộc mạc như thế này thì nó có chất chất chơi hơn đúng không ạ. Đấy, nửa đêm lên cho các bác con dao, tôi cũng mài con dao này nó cũng nhanh thôi, mài để mà cạo được lông như vậy thì nó cũng chỉ qua hai mức đá, một là một cái viên 2000,
một cái là một cái viên 4.000, thì đá cũng chỉ là đá tự nhiên thôi, mài đâu đó khoảng 2-3 phút thôi chứ không 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 mài nhiều các bác nhé. Là đã gạo đồ đông rồi, là đã qua cả lá phá rồi. Như vậy là chúng tôi mài ấy, thì là mài ở cái mức độ là dùng được là gửi được cho các bác, chứ không thể nào mài mà trau chuốt mài phá bằng để các bác xong là lên gương các thứ thì là chúng tôi không mài được, không có thời gian mài như thế, nên rất mong các bác thông cảm. Đấy, nên con dao, nhưng con dao chúng tôi bán đi đều là ở cái mức là các bác có thể cạo lông được. Đấy, một con dao khá là đẹp, mũi nó cũng không nhọn quá. Đây các bác xem. Giá thì với những cái con hàng cán sừng này thì thực sự là chúng tôi không có nhiều các bác nhé. Số lượng thì nó cũng chỉ đếm từ đầu ngón tay thôi. Đợt này sừng nó khá là đắt. Sừng nó khá là đắt nên con dao cán sừng, vỏ sừng nó cũng khá là cao. Ví dụ như những cái con sừng các bác nào mà làm nghề các bác biết, sừng bây giờ mua sừng thô nó không có dưới 300.000 một cân. Mà một cân chỉ được hai cái giá này thôi. Đấy. Còn vỏ sừng thì không tính. Đấy, vỏ sừng không tính các bác nhé. Thì các bác xem những cái đó là ở những cái vỏ sừng thì nó có những cái vẹn trắng trắng này. Như các bác có nhìn rõ không? Đây này, khoang khoang này, chìm chìm này. Đấy. Rồi, thì một con dao phun sừng như này, thép vòng bi, ngoại hình như thế này. Đấy, thì chúng tôi bán là 1.200.000 đồng các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì nhắn tin theo số điện thoại của tôi 0918 933 868. Thì những cái hàng này thì số lượng nó cũng có hạn thôi, nên là rất mong các bác thông cảm. Và các bác có thể mua, các bác nào mà chậm chân không mua được con này thì các bác cũng vui lòng thông cảm cho chúng tôi, vì hàng nó không có nhiều, thực sự là không có nhiều. Đấy, số lượng có hạn các bác nhé. Chúng tôi cứ gom được sừng thì chúng tôi sẽ làm. Đấy, bây giờ thợ sẵn rồi nên là các bác cần cái gì là có ngay, không không phải đợi chờ gì cả. Đấy, một con dao rất là đẹp. Con dao này các bác có thể chặt gà, chặt vịt, hoặc là làm con lợn da xương các thứ vô tư thoải mái. Dao rèn hoàn toàn 100% tự nhiên, à thủ công, mài qua đá tự nhiên là đã được cái mức sắc như này rồi các bác nhé. Mà các bác nào mài qua đá Nhật thì càng tốt. Đấy, một con dao như này. Rồi, các bác nào quan tâm thì nhắn tin cho tôi nhé. Xin chào các bác. Bây giờ cũng đã là 11, 12 giờ đêm rồi. Rất là yên tĩnh rồi. Rồi, xin chào anh em.